Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị theo dõi chương trình Thời sự sáng thứ năm ngày 21 tháng 10 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Chương trình Thời sự sáng nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị khán giả những nội dung đáng chú ý sau đây. Ngân Sơn nhân rộng điển hình trong sản xuất kinh doanh. Cẩn trọng trong việc để lộ lọt mã QR trên mạng xã hội. Để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021, từ đầu năm đến nay, tỉnh Bắc Cạn đã triển khai nhiều giải pháp để cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành nghị quyết số 08 ngày 22 tháng 4 năm 2021 về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025. Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập tổ công tác giải quyết vướng mắc của các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh, thực hiện đơn giản hóa thủ tục kinh doanh, giảm thời hạn giải quyết của thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh từ 32 ngày xuống còn 18 ngày làm việc. Thời gian qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Cạn đã triển khai chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, qua đó tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân trên địa bàn có cơ hội giới thiệu, quảng bá, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Ngoài ra, tỉnh cũng đang xây dựng nghị quyết về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong tất cả các khâu của hoạt động sản xuất kinh doanh. Những năm qua, phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tại huyện Ngân Sơn đã khơi dậy, khích lệ, động viên nhiều hội viên nông dân lao động sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vươn lên trong cuộc sống. Qua đó từng bước hình thành nhiều mô hình sản xuất kinh doanh của nông dân, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Qua phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế hiệu quả cho thu nhập cao. Nhiều nông dân dám nghĩ, dám làm, quyết tìm tòi học hỏi, đưa vào thử nghiệm và nhân rộng các loại cây con mới cho thu nhập cao. Đặc thù cho từng địa phương, có nhiều hộ nông dân đã có những cách làm sáng tạo, hiệu quả. Điển hình như mô hình trồng nho hạ đen của bà Triệu Thị Nga ở xã Thượng Quan. Khi sản phẩm nho chín, bà Nga không đem ra thị trường bán, cũng không cung cấp cho thương lái, mà bà đã sử dụng nhiều hình thức quảng bá sản phẩm, mở cửa vườn cho du khách đến tham quan, trải nghiệm và trực tiếp hái sản phẩm. Thực ra thì trồng thì dễ, chăm thì cũng không phải là khó lắm, chỉ cần nắm bắt được kỹ thuật và theo dõi quá trình nó phát triển và tăng trưởng thôi. Thì với đối với cái nho hạ đen thì yêu cầu phải có mái lợp, mái che, mái ni lông che phủ, bởi vì nó khí hậu của miền Bắc nó khắc nghiệt về mùa mưa. Thì nếu mà che được mái che thì hầu như là nó 90% là thành công. 5 năm qua, huyện Ngân Sơn đã có trên 7.400 lượt hộ đăng ký đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Qua bình xét, có 1.000 lượt hộ hội viên nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Các mô hình sản xuất kinh doanh cho mức thu nhập bình quân từ 45 triệu đồng trên một người một năm đến 100 triệu đồng trên một người một năm. Trong đó có các mô hình như nuôi trồng thủy sản, trồng nấm, rau màu, chăn nuôi lợn sinh sản. Nhiều mô hình điển hình đã được nhân rộng cho nhiều hộ nông dân khác cùng thực hiện. Các cấp hội ấy, thì hiện nay cũng có, thứ nhất là tạo về cái nguồn vốn, các nguồn vốn như là ngân hàng sách xã hội, nguồn vốn quỹ cho nông dân này. Và các nguồn vốn vay như là ngân hàng nông nghiệp, ngân hàng liên việt vân vân thì cũng sẽ tạo điều kiện cho là hội viên là phát triển sản xuất. Và cái nhất là về cái vận động là các hộ này thì cũng phải tham gia tích cực vào cái tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật và cái sản xuất là sản phẩm và an toàn. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững là mục tiêu thường xuyên và lâu dài được các cấp hội nông dân huyện Ngân Sơn quan tâm. Qua đó, phát huy tính cần cù, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của hội viên, từng bước vươn lên chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Đoàn công tác của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh vừa đi kiểm tra công tác phòng chống dịch tại huyện Ba Bể. Trong thời gian qua, với sự vào cuộc nhanh chóng, kịp thời, thống nhất chỉ đạo xuyên suốt của các cấp ủy đảng, sự nỗ lực triển khai của chính quyền các cấp, công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Ba Bể cơ bản được thực hiện theo đúng quy định. Huyện đã chủ động triển khai sớm, đặc biệt là kiên định biện pháp phòng chống dịch đã đề ra từ đầu. Xuyên suốt qua các giai đoạn, đó là ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch và nguyên tắc 4 tại chỗ. Công tác tuyên truyền được tăng cường, qua đó đã tạo được sự tham gia hưởng ứng tích cực, đồng thuận của nhân dân trong công tác phòng chống dịch, hạn chế sự lây lan trong cộng đồng. Bên cạnh đó, sự phối hợp của các cơ quan đơn vị trong triển khai các biện pháp phòng chống dịch đã góp phần cho công tác phòng chống dịch trên địa bàn huyện được đảm bảo. Đến nay, toàn huyện Ba Bể đã phát hiện 5 ca F0 trên địa bàn, trong đó có 1 ca dương tính và 4 ca tái dương tính.
Hiện 4 ca đã khỏi bệnh, 1 ca tái dương tính đang được cách ly tập trung. Số ca F1 đã hoàn thành việc cách ly tập trung là 634 người. Bên cạnh đó, đến hết ngày 19 tháng 10, tổng số người được tiêm vaccine phòng chống COVID-19 mũi 1 là hơn 18.000 người, trong đó có hơn 2.000 người đã được tiêm đủ 2 mũi. Tuy nhiên, công tác phòng chống dịch tại huyện Ba Bể cũng đang gặp phải một số khó khăn nhất định như thiếu khu cách ly nên nguy cơ sẽ không đủ chỗ cho công nhân ở các tỉnh miền Nam về thực hiện cách ly. Việc rà soát chi trả cho đối tượng bị ảnh hưởng của dịch còn nhiều bất cập. Thưa quý vị, sau khi phần mềm ứng dụng PC COVID được kích hoạt, khi cài đặt phần mềm này, người dân sẽ được cấp mã QR code để tích hợp các thông tin cá nhân, thông tin tiêm chủng vaccine COVID-19. Chính vì vậy, nếu để lộ lọt mã QR trên mạng xã hội sẽ rất dễ dẫn đến những rủi ro cho người dân. Mã QR trên ứng dụng PC COVID hiển thị những thông tin được đánh giá quan trọng với công dân như số chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, tên, tuổi, ngày tháng năm sinh, địa chỉ cư trú, thông tin tiêm chủng vaccine COVID-19. Việc chuyển đổi thông tin thành mã QR code để phục vụ việc truy xuất thông tin nhanh, tức là thay vì chúng ta phải khai báo rất nhiều trường thông tin như tên, tuổi, địa chỉ web, địa chỉ liên lạc, thì toàn bộ dữ liệu này sẽ được chuyển sang mã QR và việc truy xuất cực kỳ nhanh và tiện dụng. Theo ông Lô Quang Tuyến, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, nếu như ở mức độ truy xuất thông tin thông thường phục vụ đúng nơi, đúng lúc thì không sao. Nhưng nếu thông tin được sử dụng không đúng cách, chúng ta sẽ bị lộ lọt thông tin. Cái việc lộ lọt thông tin thì chủ yếu là do người dùng lộ lọt thông tin. Thế còn đối với hệ thống thông tin thì đã được cơ quan nhà nước kiểm tra, đánh giá và đảm bảo cái độ an toàn thông tin rồi. Vì vậy, cái việc lộ lọt thông tin thì chủ yếu là do các cá nhân tự đưa cái thông tin cá nhân lên trên mạng xã hội thì sẽ bị lộ lọt thông tin. Và cái việc này cũng ảnh hưởng đến cái việc là có thể có những cái tổ chức hoặc cá nhân sẽ sử dụng cái thông tin cá nhân đó vào những cái mục đích mà không được sự đồng ý của cá nhân đó. Hiện nay, trên mã QR có hiển thị các trường thông tin cơ bản của công dân và thông tin thường có nhất là số chứng minh nhân dân, căn cước công dân. Vì vậy, khi mã QR code bị lộ lọt, rất dễ dẫn đến nguy cơ kẻ xấu sẽ thu thập danh sách thông tin, trao đổi, mua bán hoặc trực tiếp sử dụng thông tin đó vào các mục đích như lừa đảo hoặc bôi nhọ danh dự, lừa tiền. Hơn nữa, trong mã QR đó có số điện thoại của cá nhân. Nếu chúng ta chưa kịp đăng ký thuê bao chính chủ, bằng cách nào đó người khác có thể đăng ký được tên của chúng ta, nhưng bằng số điện thoại khác. Và nếu số điện thoại đó lại sử dụng vào mục đích vi phạm pháp luật, thì người liên đới đầu tiên chính là chúng ta. Đó là những việc hoàn toàn có thể xảy ra. Mỗi một công dân khi được cấp một cái mã QR cá nhân, thì chúng ta đảm bảo cái bảo mật thông tin, bởi vì hiện nay cái mã QR thì chủ yếu được cấp ở trên các cái điện thoại thông minh. Vì vậy thì các cá nhân không nên đưa các cái thông tin cá nhân lên trên mạng xã hội. Và chúng ta phải đảm bảo được cái thông tin của cá nhân chúng ta thì thực hiện. Nếu mà đưa ra trong trường hợp mà bị lộ lọt thì có thể và bị các cái tổ chức cá nhân lợi dụng vào những các mục đích khác nhau trong cái việc sử dụng thông tin cá nhân ấy, thì cũng có thể kiến nghị với các cơ quan chức năng như bên công an, ngành công an hoặc là bên ngành thông tin truyền thông để được xử lý theo các quy định của pháp luật. Thẻ COVID-19 là giải pháp quan trọng để tiếp tục kiểm soát dịch bệnh cùng với lộ trình nới lỏng giãn cách. Cũng vì vậy, vào lúc này, các địa phương tăng cường hỗ trợ người dân kịp thời cài đặt ứng dụng PC COVID quốc gia để có thẻ COVID với mã QR. Song song với đó, khuyên cáo được đưa ra là người dân nên sử dụng đúng cách mã QR để đây thực sự là công cụ hữu hiệu giúp phòng chống dịch. Thưa quý vị, nhu cầu được đầu tư đóng góp các khoản kinh phí để mua sắm, trang bị cơ sở vật chất, các điều kiện phục vụ cho việc dạy và học trong các nhà trường là cần thiết. Thế nhưng, làm thế nào để các khoản thu đầu năm học không bị bóp méo, biến tướng thành lạm thu, không tạo áp lực cho các phụ huynh lại là câu chuyện được nói nhiều vào mỗi đầu năm học, đòi hỏi ngành giáo dục và các cơ sở giáo dục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định về xã hội hóa trong giáo dục hiện nay. Theo quy định của Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo, các khoản nhà trường được phép thu hiện nay bao gồm học phí, bảo hiểm y tế học sinh, quần áo đồng phục, tiền dạy thêm, học thêm trong nhà trường, tiền phục vụ bán trú, học hai buổi một ngày, học phẩm cho học sinh mầm non, nước uống học sinh. Bên cạnh đó là 8 khoản không được phép thu từ học sinh như các khoản ủng hộ không theo nguyên tắc tự nguyện, bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường, trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh, vệ sinh lớp học, vệ sinh trường, khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường, mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp,
hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường, hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục, sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường. Ban đại diện cha mẹ học sinh được phép thu hai khoản kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh và nguồn tài trợ hợp pháp khác. Hiện đã bước vào năm học mới hơn một tháng, tại các cơ sở giáo dục, các khoản thu bắt buộc và tự nguyện cũng đã được tiến hành thu nhằm đáp ứng yêu cầu học tập của học sinh như tiền học phí, ăn bán trú, bảo hiểm y tế. Các nhà trường cũng đã tính toán xem xét các khoản thu tự nguyện như thế nào cho hợp lý để đảm bảo phù hợp với thực tế dạy và học tại trường, đồng thời nhận được sự đồng tình ủng hộ của phụ huynh học sinh. Đầu năm học 2021-2022, Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Cạn đã có hướng dẫn thực hiện thu chi, quản lý và sử dụng các khoản thu trong trường học để không xảy ra tình trạng lạm thu các khoản đóng góp xã hội hóa, các khoản thu thỏa thuận giữa nhà trường với phụ huynh học sinh. Qua việc thanh tra kiểm tra đầu năm học mới, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Cạn cho biết chưa phát hiện tình trạng lạm thu hay thu sai ở các đơn vị trường học. Các khoản thu theo thỏa thuận thì hiện nay tình hình dịch bệnh COVID thì cũng rất là phức tạp. Rồi là cái nhân dân đi lao động các thứ thì cũng hạn chế bởi vì là rất khó khăn. Thế do vậy mà sở cũng đã hướng dẫn rồi là quán triệt là với những cái khoản thu nào đó mà rất là cần thiết thôi thì sẽ tổ chức thu. Thế và thu thì đảm bảo cái nguyên tắc là thu đủ bù chi. Thế và thu thì phải có cái sự nhất trí của phụ huynh, rồi là có biên bản họp, rồi là có cái sự thỏa thuận nhất trí về cái mức thu thì nhà trường mới được thu. Thế và thu rồi thì phải minh bạch trong cái chi, các hoạt động chi thế nào đó minh bạch, rồi là có hồ sơ sổ sách quản lý theo đúng cái quy định của tài chính. Thu chi là câu chuyện nói nhiều trong đầu năm học mới. Để chống lạm thu, trên hết vẫn là trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu trong các cơ sở giáo dục cần thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ trong các khoản thu tự nguyện. Từ đó mới tạo được niềm tin, trách nhiệm và sự ủng hộ tham gia tự nguyện của mỗi phụ huynh học sinh. Công an tỉnh vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Bắc Cạn năm 2021. Đối với công tác diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Bắc Cạn năm 2021, Công an tỉnh luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh và sự phối hợp tích cực của các sở ban ngành có liên quan trong công tác tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ. Công an tỉnh chủ động xây dựng hệ thống văn kiện diễn tập đảm bảo đáp ứng yêu cầu của ban chỉ đạo, tổ chức huấn luyện, luyện tập phương án giải tán đám đông, biểu tình gây rối an ninh trật tự, khống chế bắt giữ đối tượng khủng bố, giải cứu con tin. Tổ chức ghi hình và xây dựng video trình chiếu đúng chương trình kế hoạch, kịch bản, phương án đã đề ra. Công tác đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh được đảm bảo, không xảy ra vụ việc liên quan đến an ninh trật tự làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc diễn tập. Công an tỉnh triển khai 44 chốt đảm bảo an ninh trật tự và phân luồng giao thông tại các ngã ba, ngã tư với gần 200 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia. Kết thúc diễn tập, Tư lệnh Quân khu 1, Thường trực Tỉnh ủy đánh giá lực lượng công an tham gia diễn tập hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chủ tịch UBND tỉnh tặng 8 bằng khen, Giám đốc Công an tỉnh tặng 19 giấy khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2021. Tại Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Cạn, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã xét xử phúc thẩm vụ án hình sự đối với 3 bị cáo và Bá Pó sinh năm 2000, Lầu Bá Vua sinh năm 1997 ở bản Phà Nội, xã Mường Tiếp, Xuồng Bà Rống sinh năm 1997 ở bản Buộc Mú 1, xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng, ngày 19 tháng 5 năm 2020, trên quốc lộ 3, khu vực tổ 3, phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Cạn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bắc Cạn kiểm tra xe khách giường nằm của nhà xe Khánh Hoàn chạy tuyến Hà Nội Cao Bằng, phát hiện hai ba lô của Sông Bá Rống và Lầu Bá Vua có 14 bánh heroin với tổng trọng lượng hơn 4.900 gram. Quá trình điều tra xác định, do quen Sông Bá Rống và Lầu Bá Vua từ trước, nên và Bá Pó đã gọi điện thoại thuê Rống vận chuyển ma túy từ Nghệ An ra tỉnh Cao Bằng. Rống gọi điện thoại rủ Lầu Bá Vua cùng vận chuyển ma túy thuê cho Pó và được Vua đồng ý. Các đối tượng đã vận chuyển ma túy từ Nghệ An ra Hà Nội, sau đó tiếp tục chuyển ma túy từ Hà Nội lên Cao Bằng. Khi đi đến phường Xuất Hóa thì bị bắt. Xét tính chất, mức độ của vụ việc, tại phiên xét xử sơ thẩm ngày 31 tháng 5 năm 2021, Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Cạn tuyên phạt 3 bị cáo hình phạt tử hình. Sau đó bị cáo và Bá Pó có đơn kháng cáo kêu oan
còn hai bị cáo Sông Bà Rống và Lầu Bà Vua có đơn xin giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo và bà Bó tiếp tục quanh co chối tội, còn hai bị cáo Sông Bà Rống và Lầu Bà Vua thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Qua quá trình xét xử, căn cứ vào các chứng cứ thu thập được, Hội đồng xét xử của Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội quyết định giữ nguyên hình phạt tử hình đối với ba bị cáo và bà Pó, Sông Bà Rống và Lầu Bá Vua vì hành vi vận chuyển trái phép 14 bánh heroin. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Bây giờ là những chương trình tiếp theo trên kênh TBK.